và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ thưa quý vị. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen cảnh báo rằng nếu như quốc hội không nâng trần nợ của chính phủ, điều đó có thể là một sự khởi đầu cho một thảm họa kinh tế kéo dài nhiều năm. Theo tin của Reuters, phát biểu trên được bà Janet Yellen đưa ra sau bài phát biểu tại thành phố Sacramento để nhằm chuẩn bị cho một sự kiện ở Washington với các giám đốc điều hành kinh doanh từ California, nhấn mạnh việc không nâng trần nợ có thể khiến nước Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ. Nếu nước Mỹ không trả được nợ thì hàng loạt người sẽ mất đi việc làm, sẽ đẩy các khoản thanh toán hộ gia đình rơi vào bế tắc. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với thị trường tín dụng xấu đi và chính quyền có thể sẽ không còn có thể cấp các khoản thanh toán cho các gia đình quân nhân và người cao niên sống dựa vào an sinh xã hội. Đó sẽ là một thảm họa kinh tế, khiến cho lãi suất tăng cao trong nhiều năm, đe dọa hủy hoại các tiến bộ kinh tế mà nước Mỹ đã đạt được kể từ những nỗ lực vượt qua thời đại dịch Covid-19 quốc hội phải bỏ phiếu để tăng hoặc là đình chỉ giới hạn nợ. Họ nên làm như vậy mà không cần điều kiện và không nên đợi đến phút cuối cùng, bà Yellen cho biết. Một cảnh báo khác tương tự đã được bà đưa ra hồi tháng riêng, cho biết chính quyền chỉ có thể thanh toán các hóa đơn của mình cho đến đầu tháng 6 nếu không được nới trần nợ. Không giống như hầu hết các nước phát triển, nước Mỹ đặt ra một giới hạn cứng nhắc về số tiền mà họ có thể vay và phải định kỳ tăng trần nợ này. Fox News mất hơn 500 triệu Mỹ kim sau khi sa thải Tucker Carlson. Fox News đã chịu thiệt hại tài chính đáng kể sau khi sa thải Tucker Carlson, một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất của đài này vào ngày 24 tháng 4. Bloomberg dẫn số liệu gần đây của hãng phân tích Nielsen đã cho biết, ngoại trừ các phương trình về thể thao, Tucker Carlson Tonight là chương trình được xếp hạng cao nhất trong khung giờ vàng của các đài truyền hình cáp tại Hoa Kỳ với hơn 3.7 triệu người theo dõi. Sau quyết định sa thải ông Carlson của Fox News, cổ phiếu loại A của đài này trong phiên giao dịch vào ngày 24 tháng 4 có thời điểm đã mất đi 5.4% giá trị trước khi chốt phiên ở mức giảm là 2.9%. Mức giảm này tương đương với việc mất đi hơn 500 triệu Mỹ Kim giá trị cổ phiếu. Việc người dẫn chương trình Carlson rời khỏi Fox News diễn ra sau khi hãng tin này đồng ý trả 787 triệu Mỹ Kim để giải quyết vụ kiện phỉ bán của công ty Dominion Voting Systems. Fox News giờ đây phải xây dựng lại và sẽ mất thời gian để giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp này phục hồi. Brandon Nispo, nhà phân tích tại tập đoàn KeyBank Capital Markets đã cho biết như trên. Tuy Tucker Carlson tonight là một trong những chương trình được theo dõi nhiều nhất trên Fox News. ông Despo dự báo phần lớn số người xem trên sẽ trở lại với hãng tin này sau khi một người dẫn chương trình thay thế được công bố. Dù vậy thì việc ông Carlson rời đi chắc chắn sẽ để lại hậu quả cho Fox. ông Matthew Trudeau là giám đốc điều hành và là giám đốc đầu tư của quỹ Trudeau Capital Management đã cho biết. Tòa Bạch Ốc xoa dịu nỗi lo về tuổi tác của Tổng thống Biden sau tuyên bố tái tranh cử của ông. Tòa Bạch Ốc xoa dịu nỗi lo của cử tri về tuổi tác của Tổng thống Joe Biden sau khi ông tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Bà Karin pierre phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thừa nhận, họ hiểu những thăm dò mới đây cho thấy hầu hết người Mỹ không ủng hộ Tổng thống Biden tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Sau đó, thì bà liệt kê chi tiết thành tiệu về hành pháp mà Tổng thống Biden đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên để làm bằng chứng là ông có đủ năng lực để tái tranh cử. Viện dẫn đạo luật Hatch, bà Jean-Pierre từ chối trả lời phần lớn những câu hỏi về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden, như là ông cam kết làm đủ 8 năm hay không nếu ông tái đắc cử. Sau đó, ở trên Twitter, bà nói rõ, như quý vị biết, chúng tôi coi trọng tuân thủ luật pháp. Do đó, lúc này, tôi muốn bảo đảm Tôi không nói về cuộc bầu cử năm 2024 nhiều hơn mức mà luật pháp cho phép. Nhưng tôi xin xác nhận rằng nếu tái đắc cử, Tổng thống Biden sẽ làm đủ 8 năm. Cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Ba diễn ra chỉ có vài giờ, sau khi Tổng thống Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024, khi ông xin cử tri cho ông thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo Hoa Kỳ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tòa cảnh cáo ông Trump nói năng lung tung về vụ kiện hiếp dâm và phỉ bán. Chánh án liên bang vào ngày 26 tháng 4 cảnh cáo cựu Tổng thống Donald Trump vì nói năng lung tung trên mạng xã hội về vụ nhà văn E. John Carroll kiện ông Trump tội tấn công tình dục và phỉ bán. Trước đó cùng ngày, thì luật sư của bà Carroll báo cho ông Lewis Kaplan, tránh án liên bang giám sát vụ kiện này, biết về bản post mà cựu Tổng thống Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social của ông về vụ kiện trong bản post đó thì ông Trump nói vụ kiện là lừa đảo đồng thời nhắc tới DNA trên chiếc áo đầm mà bà Carroll khai bà mặc vào lúc mà ông Trump hiếp dâm và sờ soạn bà tại siêu thị sang trọng ở Manhattan vào năm 1996 ông Trump đã bác bỏ cáo buộc của bà Carroll tranh án Kaplan cảnh cáo luật sư của cựu tổng thống Trump ông Joe Takopina rằng là bản post nêu trên cũng như là bất kỳ lời nói nào khác về vụ này có thể khiến cho ông Trump chịu trách nhiệm pháp lý thêm nữa. Ông Takokina nói ông sẽ yêu cầu ông Trump không nói năng gì nữa về vụ này. Trước đó thì tránh án Kaplan yêu cầu luật sư của hai bên khuyến cáo thân chủ và nhân chứng đừng nói năng gì có thể kích động bạo lực và bạo loạn cũng như là có thể gây nguy hiểm cho người khác hoặc là nền pháp trị bà Carol 79 tuổi, đang kiện cựu tổng thống Trump tội tấn công tình dục và phỉ bán, cáo buộc ông hiếp dâm bà trong phòng thử đồ tại siêu thị Bergdorf Goodman vào hồi mùa xuân của năm 1996, rồi nói xấu bà mấy năm sau đó khi bà công khai chuyện này. Ủy ban Tư pháp Thượng viện hứa là sẽ cải cách tối cao pháp viện cho đến cùng. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ Dick Durbin tuyên bố là sẽ tiếp tục xem xét các giải pháp để cải cách quy chuẩn luân lý của tối cao pháp viện, ngay cả khi tránh, án, tránh thẩm phán là ông John Roberts từ chối tham dự buổi điều trần của ủy ban này. Tôi đã gửi lời mời đến ngài tránh thẩm phán trong một nỗ lực để tối cao pháp viện có thể góp ý trong cuộc thảo luận này. Thông cáo của ông Durbin viết, nhưng nhất định những cải cách sẽ được thực thi bất chấp tối cao pháp viện có tham gia hay không. Trong thời gian qua, tối cao pháp viện đang phải chịu sức ép và bị chỉ trích nặng nề. Sau khi một phóng sự điều tra của báo ProPublica cho biết, thẩm phán Clarence Thomas và vợ của ông này đã được ông Holland Crow, là một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa, đài thọ đi du lịch nhiều lần trong suốt hai thập niên. Tuy nhiên, ông Thomas không bao giờ khai báo về những chuyến du lịch này trong báo cáo tài chính thường niên của ông ta. Sau khi những thông tin này được công bố, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã mời tránh thẩm phán John Roberts ra điều trần trước Quốc hội để bàn về các quy chuẩn luân lý hiện hành của cơ quan này vào ngày 2 tháng 5 tới đây, Tuy nhiên, ông Roberts đã từ chối đến dự. GM tuyên bố ngừng sản xuất dòng xe chủ lực thừa nhận không đủ sức cạnh tranh. Hãng tin CNBC cho biết là General Motors mới đây thông báo sẽ ngừng sản xuất dòng xe điện chủ lực Chevrolet Bolt hay còn gọi là Chevy Bolt của mình vào cuối năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại thì dòng xe điện Chevy Bolt là sản phẩm bán chạy nhất về doanh số của mảng xe điện nhà GM. Tuy nhiên thì công nghệ bình điện của dòng sản phẩm này đã cũ khiến cho nó kém hấp dẫn và cũng tốn chi phí hơn so với các dòng xe điện mới khác của tập đoàn như là GMC Hummer hay là Cadillac Lyric. CEO Barbara cho biết là nhà máy tại Detroit sản xuất Chevy Bolt từ năm 2016 đến nay sẽ chuyển sang sản xuất dòng Chevy Silverado và GMC Sierra vào năm tới. Hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể GM sẽ chấm dứt dòng xe Chevy Bolt của mình. Quyết định của GM được đưa ra trong bối cảnh sản phẩm được bán khá chạy trên thị trường xe điện dù chưa thể so sánh được với đối thủ Tesla của ông Elon Musk. Hãng GM cho ra mắt Chevy Bolt vào năm 2016 để đối đầu với Model 3, dòng xe điện rẻ nhất của Tesla. Đây được coi là hai mẫu xe điện đường dài đầu tiên trên thị trường với giá khởi điểm là khoảng 35.000 Mỹ Kim. Theo kế hoạch, thì GM từng kỳ vọng sản xuất hơn 70.000 chiếc Chevy Bolt trong năm 2023 nhằm để tiến tới mục tiêu bán được hơn 400.000 chiếc xe điện từ năm 2022 đến giữa năm 2024 tại thị trường Bắc Mỹ. Hàng không mẫu hạm lâu đời nhất của Hoa Kỳ lập được kỷ lục ở trên Biển Đông. Một trong những hàng không mẫu hạm lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ, đó là chiếc hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã hoạt động gần 50 năm và nó đã đạt được cột mốc quan trọng trong đời khi thực hiện thành công 350.000 lần hạ cánh, theo dịch vụ báo chí của Đệ thất Hạm đội Hải quân Hoa Kỳ công bố. USS Nimitz là tàu sân bay đầu tiên ở trong hạm đội Hải quân Hoa Kỳ đạt được thành tựu quan trọng này. Bên cạnh đó là USS Dwight Eisenhower có số lần hạ cánh cao hàng thứ hai với 326.000 lần. Vào sáng ngày 24 tháng 4, Đại úy Craig Sikola, là sĩ quan chỉ huy của Nimitz, cùng với Luke Edwards, sĩ quan chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu tấn công, đã thực hiện cú hạ cánh thành công lần thứ 350.000 ở trên bong tàu của hàng không mẫu hạm này khi họ lái chiếc F/A-18F Super Hornet. Đại úy Craig Sikola đã bày tỏ sự khiêm tốn và tự hào khi đạt được kỳ tích quan trọng này cho con tàu của họ. Ông nhận xét rằng cột mốc này là một sự tri ân đối với vô số phi công hải quân đã từng bay ở trên con tàu này và cảm thấy vinh dự khi được là một phần của một cột mốc lịch sử như vậy. Chuẩn đô đốc Christopher Sweeney, người đứng đầu nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm 11, đã ca ngợi cam kết của quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Ông lưu ý rằng hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã hoạt động gần nửa thế kỷ và là một tấm gương sáng cho cam kết đó. Fast and Furious phần 10 chưa ra mắt nhưng Fast and Furious phần 11 đã được lên kế hoạch làm tiếp. Mới đây thì hãng phim Universal Pictures vừa công bố kế hoạch làm phần thứ 11 của thương hiệu phim Fast and Furious trong khi phần thứ 10 sắp sửa ra mắt khán giả vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Theo tin của trang mạng Deadline, đạo diễn gốc Á Justin Lin, người gắn bó với loạt phim Fast and Furious, cũng như là người thực hiện phần thứ 10, sẽ không làm phần thứ 11. Thay vào đó, thì đạo diễn Louis Leterrier sẽ là người đứng đầu của dự án này. Ông cũng là người đứng đằng sau sự thành công của các bộ phim nổi tiếng như Now You See Me, The Dark Crystal, Age of Resistance và Clash of the Titans. Phần đầu tiên của phim phát hành vào năm 2001 khai thác về tài đua xe đường phố và những cuộc phá án từ cảnh sát và điệp viên về các vụ buôn lậu từ băng đảng đã gây chấn động lớn khi thu về 207 triệu trong khi kinh phí thực hiện chỉ là 38 triệu Mỹ kim, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Universal Pictures. Thừa thắng xông lên đã hơn 20 năm kể từ khi phần đầu tiên ra mắt, Fast and Furious có đến 10 phần trở thành thương hiệu gà đẻ trứng vàng cũng như là quy tụ nhiều thêm các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia đóng phim như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren và John Cena. Và kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.